Chuyện tâm linh và những hồn ma có thật hay không? Tác giả Trung Kiên, giọng đọc MC Tà Từ, Bí ẩn Radio. Chương thứ tư, bốc mộ ông ngoại. Hôm đó, dì hai của tôi ngủ cả đêm, đến hơn một ngày sau thì vẫn không tỉnh. Kỳ lạ ở chỗ, cứ mỗi khi có tiếng sấm rền vang là dì hai của tôi lại như thay đổi trạng thái mà không hiểu lý do tại sao. Tới ngày bốc mộ cho ông thì buổi chiều tôi được bố đón từ nhà Bắc Giang về quê. Thấy dì vẫn còn đang nằm im lìm trên giường, mà ở bên ngoài dạp đám bát đũa bàn ghế đã được người ta chở tới bày đầy ở trên sân bãi. Tôi cùng với thằng Tí hí hoáy nghịch ngợm, chẳng mấy đi đến gì, vì lúc ấy còn bé nên cũng không nghĩ gì nhiều. Cả gia đình cũng mặc kệ gì ở trong buồng như thế, mà mỗi người một việc, chạy qua chạy lại để lo cho việc đêm nay sẽ tiến hành sang cát bốc mộ. Hàng xóm họ hàng kéo tới nhà bà tôi đông nghịt. Họ nghe nhà tôi kể qua về tình của dì hai, người thì bảo là chắc do ngớ ngẩn, người thì bảo có khi không khéo là do ma làm. Thế nhưng cũng có người nhìn dì bằng ánh mắt kỳ lạ, như suy tư điều gì đó, không dám nói ra. Không khí gia đình lúc đó có việc nên nó cứ xào xáo bận rộn cho tới tận đêm. Đúng 10 giờ khuya, tất cả mọi người lục tục kéo ra nghĩa địa của làng. Thì ở nhà chỉ có 2-3 người trong họ trông giạc luộc con gà để chuẩn bị cho ngày mai bày cỗ, cũng như trông chừng thêm dì hai vẫn còn đang nằm im thin thít. Tôi xong hồi ỉ ôi thì cũng đã được bố mẹ đồng ý cho đi theo ra ngoài. Thằng Tí thì không được, vì nó còn bé, phải lừa mãi nó mới chịu đi ngủ, rồi kệ nó nằm ở trong buồng của cậu. Chứ nó mà biết bị bỏ lại ở trong nhà thì có mà khóc tới váng đầu luôn. Nghĩa địa của làng nằm ở ngay trên cánh đồng sát chân một ngọn núi nhỏ. Hồi bé, mỗi lần về quê, tôi vẫn hay được anh chị họ dẫn đi lên núi này để chơi, hái sim, cho nên cũng có một vài kỷ niệm khó quên nơi đây. Những ngôi mộ, cả bốc rồi lẫn chưa bốc, cứ nằm san sát nhau. Ở làng tôi, sau khi bốc xong, mộ sẽ được chuyển lên vị trí cao hơn chỗ quả đồi phía đầu bên kia của làng, rồi các cụ mới nằm yên vị cố định ở đó. Đêm đông chí, thời tiết rét lắm, bầu trời tối đen cùng với gió bắc thổi lên từng cơn, khiến cho tôi lại co rúm lại, phải đi sát lấy mẹ tôi. Gia đình tôi đầu đội khăn tang, một đội phu bốc mả đã vào vị trí chờ sẵn, và có một cây bạt được căng lên treo hai chiếc bóng đèn dây tóc đã được dựng lên thắp sáng. Các ngôi mộ bên cạnh được người ta cắm cho mỗi mộ một que nhang, khói hương bốc lên nghi ngút. Đêm nay ở góc xa xa kia cũng có một nhà tới bốc mộ nữa. Có lẽ người kia cũng đã mất gần thời gian với ông tôi. Thế nhưng nhà nào thì làm việc nấy trong yên lặng, chẳng mấy để tâm tới công việc của nhau. Đội phu bốc mả đã sẵn sàng vào việc. Một ông thầy cúng mặc bộ đồ áo nâu bước lên khấn xin làm lễ. Rồi cứ thế, quá trình bốc mộ của ông tôi như vậy bắt đầu. Những tiếng đào xới vang lên trong đêm tĩnh lặng. Những nhát cuốc nhát sẻng cày xới lên mô đất xanh cỏ của ông tôi cứ thùm thụp, khiến cho tôi không khỏi nín thở trông theo. Chưa bao giờ trong cuộc đời của tôi được chứng kiến công việc này diễn ra. Ở nơi khác, người ta có làm như vậy nữa không thì tôi không biết. Chứ quê tôi tới thời điểm đó, đây vẫn là một phong tục chưa thể thay thế bằng việc hỏa táng. Đất ở khu vực này mềm lắm, vì là đất ruộng quanh năm ẩm ướt, cho nên công việc đào bới cũng thuận và phù hợp cho việc chôn cất 3 năm. Đội phu mả hì hục một lúc thì cái hố càng lúc càng sâu. Được độ hơn 45 phút gì đó thì cái quan tài đỏ sẫm của ông ngoại tôi đã lộ rõ. Đàn con cháu cũng như bà ngoại tôi rộ lên khóc ngất. Bà tôi thụp xuống khấn vái: "Ông ơi là ông, tôi làm lễ tắm rửa đón ông sang nhà mới rồi đấy ông ơi." Những tiếng kêu khóc của con cháu làm cho không khí trở nên náo động. Ở phía bên gia đình kia dường như vẫn đang chờ giờ động thổ, chưa có vào việc, cho nên cứ đứng nhìn từ xa nhìn gia đình tôi. Cái quan tài của ông được đưa lên. Tôi thấy góc quan tài của ông bị lệch
hở ra một chút, và bên trong thì tối đen hun hút. Trong đầu lúc này không khỏi tưởng tượng ra những cảnh trong phim cương thi của những băng phim ma Hồng Kông ngày xưa. Lúc đó tôi còn bé cho nên trí tưởng tượng phong phú lắm. Tôi đứng dõi theo ông thầy cúng có đi vài vòng xung quanh quan tài của ông ngoại tôi. Ông ấy đổ một chút rượu trắng lên trên nắp, không biết để làm gì, rồi xem xét một hồi, quay sang ông Phu Bốc mà gằn giọng: "Sạch rồi, mở ra đi." Tiếng khóc của gia đình tôi lại càng gào lên to hơn. Có lẽ ông thầy cúng xem xét cho kỹ, xem ông tôi đã hoàn toàn sạch sẽ hay chưa, rồi mới dám cho khai quan mở nắp. Ông Phu Bốc mà bước lên cùng với một cái nậy sắt to tướng. Những tiếng răng rắc của đinh dỉ được bậy lên, kèm theo những tiếng khóc của mẹ và mợ tôi. Không biết có phải là do xúc động hay là sợ hãi, mà càng lúc càng nghe đến não ruột não mề. Chiếc quan tài hoàn toàn được bật mở. Một thứ mùi gì đó thum thủm, mông mốc, ngai ngái, khiến cho tôi đứng từ xa cùng với một vài người nữa không khỏi nhăn mặt bước lùi ra xa nữa. Ông thầy cúng lấy khăn tẩm rượu bịt mũi, ngó đầu vào xem. Bên trong quan tài bong bóng nước, nhưng cũng có thể thấy là ông tôi dường như đã sạch lắm rồi. Ông thầy cúng ra hiệu cho đội phu đổ vào trong quan tài những can gì đó dường như là rượu trắng. Những nắm xương của ông tôi màu đen xì được đưa ra lau rửa, thì cũng là lúc mà có tiếng cười khanh khách kỳ cục cất lên từ phía đầu con làng. Ai nấy trợn mắt há mồm. Là con hai. Ô cái hai kìa, sao nó biết mà lại mò ra đây thế này? Đúng là dì hai của tôi. Dì hai vừa đi vừa cười, trên tay là một cái que vung va vung vẩy. Dì hai một mình đi tới, chẳng biết dì dậy từ lúc nào, nhưng thấy mấy người trông rạp cũng đang rón rén đi ở đằng sau, như là trông chừng nhìn về phía gia đình tôi với ánh mắt sợ hãi, không ai dám giữ dì hai lại. Ông thầy nhìn dì nhíu mày một cái, nhưng có lẽ đang làm việc cho nên không muốn bị phân tâm. Cả nhà đang khóc tan, trông thấy dì hai tôi ra lại còn cười thì ai nấy đều khó xử. Nhưng lúc này quả thực là chẳng ai muốn động mồm hay lên tiếng chấp trách mắng nhiếc. Bà tôi đấm tung tụp vào ngực khóc lớn: "Đấy, ông ơi, ông xem đi, con ông giờ này nó thành như thế này đấy ông ơi." Có lẽ người lúc này đau lòng nhất chính là bà của tôi. Dì hai vừa cười vừa nói làm nhảm, tiến lại bên cạnh bà, nhìn ông thầy cúng rửa xương cho ông ngoại, rồi bất giác nói lên một câu: "Được." Cả nhà tôi như câm lặng. Những tưởng dì hai đang không bình thường sẽ phá phách ở đây, thế nhưng câu nói của dì khiến ai cũng phải tò mò nhìn dì đăm chiêu. Mợ ba mang khăn tang lại định quấn lên đầu dì, vì hôm nay là sang cát của ông. Dì chỉ bảo: "Tao không đeo bây giờ." Khiến ai nấy tròn mắt lên, rồi cứ thế hoang mang lo lắng, vì không biết dì hai đang bị làm sao. Buổi lễ bốc mộ cứ thế diễn ra trong không khí đặc quánh. Chiếc tiểu sành của ông ngoại tôi đóng lại, cũng là lúc tôi không chịu được nữa, phải tìm cục đá ngồi xuống, vì trông cảnh ông thầy tay trần rửa xương tới xây sầm hết cả mặt mày. Nhất là khi ông ấy cầm cái đầu lâu lên mà sóc ỏng ọc, nước từ trong hốc mắt của chiếc hộp sọ phòi ra. Quả thực đến bây giờ tôi vẫn phải rùng mình vì nó rất kinh khủng. Công cuộc bốc mộ tới đây xem chừng là tạm thời tốt đẹp xong xuôi. Cái tiểu sành có mấy con rồng được cắm hương ở trên đặt nguyên tại vị trí, có lẽ là tiếp tục chờ giờ để đưa ông tôi đi sang quả đồi bên kia, chuyển tới nhà mới cao giáo hơn. Dì tôi bây giờ đã chuyển từ cười sang khóc. Dì lúc thì gọi bố ơi, lúc thì xưng con, lúc thì xưng ta, loạn xạ cả lên. Nhưng ai cũng biết dì đang không bình thường, cho nên cố gắng không để ý tới dì để tránh công việc bị gián đoạn. Bất chợt phía nhà bốc mộ bên kia bắt đầu có những tiếng xin đài, tiếng mõ lanh lảnh. Dì hai đang khóc lóc tự dưng quay người đi sang bên kia trước sự ngạc nhiên của họ, cũng như tất cả mọi người bên phía nhà tôi. Dì hai sang tới nơi, dì nhìn chằm chằm rồi chỉ tay vào mặt ông thầy đang làm lễ của nhà ấy mà bất ngờ quát lớn: "Sao mày ngu thế?
Mộ này mà mày dám bốc, để cho nhà người ta lụn bại hết à? Tiếng quát ấy của dì khiến cho cả gia đình như chết lặng. Mọi người chạy sang kéo tay dì lại, nhưng dì cứ chỉ tay vào mặt ông thầy kia mà mắng không hề tỏ ra ngại hay là sợ sệt bất cứ ai. Gia đình bên kia thì đang chuẩn bị đào bới, nghe vậy tức đến bốc hỏa nhìn gia đình tôi. Là người trong làng cùng với nhau, thế nhưng là khác họ, cho nên cũng chẳng mấy quen biết cho lắm. Ông thầy cúng bên đó lầm bầm chửi dì tôi là đứa thần kinh, rồi nói cứ tiếp tục tiến hành buổi lễ. Những nhát cuốc trên mộ đó cất lên thì dì tôi lại càng lồng lên hướng về phía ông thầy kia mà chửi xa xả, khiến cho nhà tôi ngại tới muối mặt phải xin lỗi, rồi cùng nhau kéo dì về. Tao đã bảo là không được bốc cơ mà, không được bốc, bốc là nhà này chết, chết nghe chưa? Bố tôi với cậu mặt đỏ như vang, ở lại xấu hổ xin lỗi, nói rằng dì tôi đang bị điên, mong họ bỏ qua. Gia đình ấy mặc dù rất tức giận, nhưng vì là người cùng làng lại đang làm buổi lễ quan trọng nên chỉ cau nhau một chút, rồi may sao họ không chấp trách gì nữa. Dì tôi bị kéo lại về phía mộ của ông, nơi cái hố vừa được đào sâu hoắm. Dì vùng ra, trèo lên một cục đá lớn, ngồi khoanh chân chống tay xuống gối mà mặt vênh lên hướng về phía nhà đó, vừa nói vừa lắc đầu nguầy nguậy. Bố tôi và cậu nhanh chóng chạy về phía đoàn nhà mình. Khỏi phải nói, khi ấy nhà tôi xấu hổ đến mức độn thổ vì những lời nói mất kiểm soát vừa rồi của dì hai. Đợi thêm một lúc lâu, khi những nén hương trên cái tiểu sành của ông ngoại đã gần tàn đi, đã đến lúc di chuyển ông tôi tới ngôi nhà mới, thì bỗng ở bên kia có tiếng hét lớn, rồi người ta bỏ chạy tán loạn. Còn dì hai cười lên khanh khách, làm cho ai nấy đều chết sững. Họ vừa chạy như điên vừa hét lên: Ôi trời ơi, khổ 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 rồi, chết cả lút rồi. Những tiếng hét vang lên thất thanh, hoảng loạn, làm cho ai nấy tái mặt trông sang. Chỉ thấy ông thầy cúng đang chạy vấp cả ngã, bị mấy người nhà đó quây lại đánh. Còn dì hai tôi thì vỗ đùi đen đét, cười khăng khắc, chỉ tay mà nói như gào lên: Tao đã bảo rồi, giờ thì mày ngu rồi đấy, tên này thì nhà kia có mà mạt vận. Tình huống này khiến cho cả nhà tôi không khỏi tò mò. Bố tôi với cậu rón rén chạy sang xem có chuyện gì xảy ra, thì thấy nhà kia khóc lên thảm thiết sợ hãi, kéo nhau líu ríu tới chỗ cái quan tài vừa mới mở ra. Ông thầy khá trẻ bị người ta đánh cho máu me te tua. Tôi nghe loáng thoáng thấy ông ta xưng là cậu gì đó, nhưng bị người của nhà đó vừa đánh vừa chửi rủa không ngớt: Này thì cậu này, này thì cậu. Ở bên quan tài đó là một người đàn ông còn nguyên si như vừa mới chết, đặt tay lên bụng. Xung quanh thân người không hiểu vì sao có một lớp tơ trắng như mạng nhện bọc quanh, khiến cho ai nấy đều phải sợ hãi thất kinh. Đó là mộ kết. Cái mộ nhà ấy thì ra là mộ kết và không thể bốc lên được. Mộ kết là mộ mà bên trong thi thể không bị tiêu. Nếu như phát hiện ra để nguyên si thì họ hàng sẽ gặp may mắn và dấp phất. Còn ngược lại, nếu bốc lên thì sẽ xui xẻo và hỏng hết. Chẳng hiểu vì sao ông thầy kia xem lại không ra và vẫn bảo bốc lên. Bố tôi và cậu nhìn cái xác người còn nguyên vẹn thì ái ngại, không ai dám nói gì, nhanh chóng chạy về. Phía sau lưng vẫn là những tiếng đánh chửi của gia đình kia với ông thầy vang lên khắp cánh đồng. Mộ kết bị bốc lên, mở nắp ra thì coi như là hỏng rồi. Bây giờ có đóng lại cũng không được nữa, mà phải dóc thịt đẽo xương vô cùng thê thảm. Cho nên mới dễ hiểu vì sao gia đình đó lại giận dữ tới mức như thế. Ông thầy bảo gia đình tôi không nên nán lại, mà mau chóng khênh tiểu ông ngoại sang bên kia chôn cất, kẻo lỡ giờ đẹp. Cả nhà nhìn sang phía dì tôi, dựng hết cả tóc gáy lên. Không ai hiểu vì sao, dường như dì có thể biết trước được mộ đó là mộ kết. Nhưng bây giờ dì đang vừa ôm mặt vừa khóc rưng rức. Mẹ tôi với mợ tới xốc dì lên rồi nói: Thôi bình tĩnh lại, đi, đi đưa bố chuyển nhà. Dì tôi lúc đó gật gật đầu. Ông thầy cúng nhìn sang dì tôi tiếp tục đăm chiêu. Rồi mọi người mặc kệ nhà bên kia mà khinh tiểu của ông ngoại
rời khỏi nghĩa địa. Ở quê tôi có phong tục là khi chuyển mộ thì con cháu sẽ thay nhau khênh tiểu đi bộ, chứ không phải chờ bằng xe. Có lẽ điều này là để thể hiện việc báo hiếu, cho nên con cháu trong họ đã thay nhau dùng một cây tre đực xỏ qua dây thừng mà khênh tiểu của ông tôi đi dọc đường làng. Chó ở trong làng thì cứ chu lên từng hồi. Khênh được ông tôi lên tới ngọn đồi bên kia thì lúc này ai nấy cũng mệt, ngồi phịch hết cả xuống dưới, muốn bở hơi tai. Công việc lấp đất cúng bái nhanh chóng được diễn ra. Lúc đắp mộ, xây gạch bao đánh dấu cho ông ngoại tôi xong, mọi người chuẩn bị ra về thì ông thầy cúng tới thì thầm vào tai bà tôi như muốn nói điều gì đó. Vừa nói vừa nhìn dì hai khiến cho tôi tò mò lắm. Bà tôi gật gật đầu rồi nói: "Ừ, thế à? Thôi thì cứ từ từ để xem thế nào." Chuyện tâm linh và những hồn ma có thật hay không? Tác giả Trung Kiên. Chương thứ 5: Thân tàn ma dại. Bữa cỗ buổi lễ sang cát hôm đấy ở nhà ông bà ngoại tôi đông lắm, bởi vì quanh quẩn trong làng chỉ có vài họ, mà họ nào cũng đông, cho nên mỗi khi có việc tất cả vẫn thường tập trung lại. Tôi ngồi gặm cái đùi gà luộc, vừa nhai vừa nhìn về phía dì hai. Dì hai không chịu ngồi chung mâm với bất cứ ai, mà bắt phải dọn ra một mâm cho dì ngồi một mình. Suốt cả buổi sáng hôm đó, mọi người nói chuyện huyên náo. Thế nhưng rất nhiều ánh mắt đang hướng về phía dì hai, có biểu hiện kỳ lạ, mà dì tay nhau xì sầm. Câu chuyện dì hai biết được trước mộ của nhà người ta là mộ kết, sau đó nhanh chóng đồn ra khắp cả làng. Có những người không phải trong họ tự dưng mang chút hoa quả tới nhà thắp hương cho ông ngoại tôi, rồi định xuống vào ngồi gần dì hai hỏi chuyện. Điều đó khiến cho bà tôi bối rối, không biết phải làm sao. Thế nhưng dường như dì hai chẳng mấy để tâm. Có bà đang ngồi nói liên thoáng sát ở bên cạnh của dì, kể lể gì đó, thì bị dì vằn mắt lên đuổi ra chỗ khác, rồi đáp lại một câu khiến cho bà ấy đưa hết cả lại: "Trong nhà có mẹ không phụng dưỡng, nói năng thì không lễ độ, cứ hễ thấy ở đâu có Phật có Thánh là xoăn xoe vào bấu víu. Đi chùa thì như đi tu, tu Phật ở nhà trước đi." Câu nói của dì hai khiến cho ai nấy im lặng. Cách nói của dì kiểu như của thầy bói đang phán, chứ không phải là dì hai ngớ ngẩn như tôi đã biết. Có người bảo là dì phán vớ vẩn chứ chẳng có biết gì hết. Có người thì bảo dì bị hâm, mặc kệ dì đi, hơi đâu mà để tâm. Có người lại bảo hình như dì bị ốp vong. Thế nhưng tôi nhìn thấy ông thầy cúng kia đang ngồi nói chuyện với bà tôi, chỉ trỏ chuyện gì đó. Còn bà trong làng kia chẳng biết gì nói có đúng hay không, mà đưa tay vái gì lia lịa, chạy thẳng không cả dám nắn lại. Kết thúc bữa cỗ đó thì bấy giờ cũng đã là trưa muộn. Họ hàng ở lại thu dọn mâm bát dạp đám cho nhà tôi xong thì chẳng mấy mà đã tản mát xin phép ra về. Trên sân chỉ còn lại mỗi gia đình nhà tôi. Ngôi mộ ông ngoại thì để ở đó vài hôm nữa, đẹp ngày thì mới xây. Tôi cùng với bố mẹ nghỉ ngơi ở nhà bà đến tận chiều xế, thì bà đùm lớn đùm bé thức ăn hoa quả cho vào một cái làn nhựa, cài vào xe máy, bảo bố tôi mang về chia phần cho họ hàng bên nội, coi như là gửi lộc. Bố mẹ tôi chào bà và cậu mợ xin phép ra về kẻo trời tối mịt. Thằng Tí buồn bã đứng ở trên sân nhai một nắm xôi nhìn tôi, vì không muốn tôi về mà thích tôi ở lại nhà nó chơi. Tôi thì chẳng để ý tới nó lẫn những thứ mà bà tôi cho. Tôi cứ nhìn về chỗ bậc thềm ngăn cách giữa sân và vườn, nơi dì hai đang ngồi xổm chống cằm nhìn về phía gian thờ, không thèm ra chào anh chị. Bố tôi dặn nếu dì hai có biểu hiện gì khác lạ hay có gì xảy ra thì cậu nhớ phải liên lạc. Chiếc xe nổ máy đưa gia đình tôi rời khỏi nhà bà tôi, đi trên con đường làng, mà trong đầu tôi đã bắt đầu xuất hiện lên những suy nghĩ mơ hồ vì hiện tượng xảy ra với dì hai của mình. Bẵng đi một thời gian, nhà xong việc, tôi cũng phải quay lại về Ngọc Hành, nên quên bén đi mất vấn đề của dì hai. Thấm thoát mà cũng đã tới những ngày cuối năm. Bấy giờ ngôi mộ mới của ông tôi đã được xây gạch khang trang sạch sẽ,
và hôm đó là ngày 24 Tết. Nhà tôi chuẩn bị về quê gửi lễ. Mỗi năm cứ đến ngày 25 âm lịch là bố tôi lại về quê để gửi quà Tết cho ông bà ngoại. 7 giờ tối, nhà tôi đang ăn cơm xem thời sự thì chiếc điện thoại bàn reo vang. Thì ra là cậu tôi ở quê Bắc Ninh gọi điện sang. Bố tôi nghe máy rồi cúp đánh rộp một cái lo lắng. Mẹ tôi hỏi có chuyện gì thì bố ngồi bần thần bưng bát cơm lên mà vừa ăn vừa nói, đăm chiêu nghĩ ngợi. Cái hai nó lại có chuyện rồi. Cậu bảo là mai về sớm để còn xem thế nào, đưa nó đi chạy điên, chứ bà với cậu mợ ở quê không chịu được nữa rồi. Mẹ tôi chép miệng bồi hồi thở dài một tiếng. Câu chuyện của người lớn nên có lẽ bố tôi không muốn cho tôi biết nhiều, nên bố mẹ im lặng ăn cơm mà không hề nói gì thêm. Tôi thì sau câu nói đó của bố bất chợt lại nghĩ tới dì hai. Không biết dì như thế nào, bởi cả tháng không gặp dì rồi, và có lẽ bây giờ dì càng lúc càng trở nên mất kiểm soát. Sáng 25 âm lịch, bố tôi xách quà về nhà ngoại. Không biết ở quê diễn biến ra sao, nhưng khi trở về, những câu chuyện tôi không nghe được nữa, và mỗi khi nghe thì đều bị bố tôi đuổi lên trên tầng 2. Đến sáng ngày mùng 2 Tết, cả nhà tôi kéo nhau về quê. Bởi vì mùng 1 cả nhà phải về quê nội rồi, cho nên cứ đến mùng 2 thì mới về Bắc Ninh để mà ăn Tết bên nhà ngoại. Về tới nơi thì đã thấy cậu tôi hạ xuống mâm cúng. Dì hai đang đi thơ thẩn ở ngoài vườn, còn bà thì hôm nay trông nét mặt đã có vẻ khá hơn, nhưng trong mắt dường như đang nghĩ tới nhiều chuyện lắm. Tôi chạy xuống lăng xăng chúc Tết bà, rồi ôm chầm lấy thằng Tí, nhảy lên như huynh đệ xa nhau lâu ngày. Bố mẹ tôi thắp hương cho tổ tiên, rửa chân rửa tay, đi loanh quanh chúc Tết mấy nhà hàng xóm. Thì dì hai từ dưới vườn đi lên, cầm một cái lá, nhìn tôi cười nói: "Cú Trạng à, mày sau này là khá lắm. Ra đây, dì mừng tuổi cho." Tôi đang ngồi xem tivi với thằng Tí, nhìn sang dì e sợ không dám chạy ra. Bà ngoại thở dài nhưng không muốn Tết bị mất dông, cho nên cố gượng cười bảo tôi chỉ về chỗ dì mà nói: "Kìa, ra dì lì xì cho đấy." Lúc này tôi mới gật đầu, rón rén bước ra. Dì xoa đầu tôi, vỗ vai cười hình hạch, làm tôi im tin tít, tim đập thình thịch, không cả dám ngẩng đầu lên. Đến trưa ăn cơm xong, đợi dì đi ngủ thì bố mẹ tôi mới bắt đầu bàn bạc với cậu mợ. Thì ra từ hôm sang cát cho ông thì dì càng lúc càng trở nên điên loạn, thậm chí còn hay phán vô đông vô tây gì đó. Cứ đêm xuống là dì lại mở cửa ra, đi ra vườn lâu lắm. Gọi thế nào thì dì cũng không chịu vào, mà cứ huỳnh huỵch dậm chân hệt như đang đánh trận. Có hôm thì dì lấy chiếc xe đạp đạp từ sáng tới tối mấy vòng quanh sân. Dì đạp chán ở sân thì lại phóng ra đường làng đạp tới cả chục vòng, khiến cho bà và cậu mợ đi tìm đến phát mệt vì sợ gì xảy ra chuyện. Đỉnh điểm trong các sự việc là hôm 24 âm lịch, hôm mà nhà tôi nhận được cuộc điện thoại. Ấy là vào chiều hôm 23, dì đi theo bà tôi ra sông thả cá. Bất chợt dì chỉ tay một người trong làng gần đó mà bảo bà ta không sống được qua hết đêm mai. Hôm 23 ấy, dì bị con trai của bà ta tát cho nổ đom đóm, khiến cho bà ngoại phải nói như van xin người ta mới hiểu cho. Ấy thế mà lòng ngoằng thế nào, 3 giờ chiều ngày 24 thì bà kia tai nạn xe máy chết thật. Còn dì tôi thì bị cả họ nhà đó chửi rủa thậm tệ, thậm chí kéo tới nhà đòi gặp để đánh vì cái tội độc mồm độc miệng. Bà tôi ngồi nghe bố và cậu nói chuyện, chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy trong im lặng, vì không biết điều gì đang xảy ra với con gái của mình. Bà bảo rằng hôm sang cát cho ông thì ông thầy cúng có nói với bà khả năng gì là người có căn. Thế nhưng chiêm nghiệm ra thì căn đâu với người ngớ ngẩn đã mười mấy năm ấy. Mà bố tôi thì bảo thôi thì ra Tết đưa gì lên trại chữa bệnh. Gia đình tôi ở quê ngoại tới tối mùng 2 thì lại trở về nhà, vì còn phải lo nhiều việc nữa. Tới mùng 6 Tết, khi mà chỉ còn 3 ngày nữa là tới ngày tôi đi học, thì ở quê lại xảy ra chuyện khiến cho tôi cùng với bố mẹ tôi lại lục tục tất tả kéo nhau về quê. Lần này về quê mới chỉ có vài hôm thôi mà không khí trong nhà đã khác hẳn với hôm mùng 2 Tết. Cành đào cây quất vẫn được để đó cho có vị Tết. Thế
Thế nhưng bây giờ trong nhà lộn xộn lắm, và mọi thứ như chìm vào trong hoang mang hỗn loạn. Dì tôi lúc này đã bị cậu nhốt vào trong nhà ngang, đang thò cái tay ra ngoài khe cửa sổ. Và mấy đêm vừa qua, hôm nào dì cũng bỏ nhà đi ra nghĩa trang. Lúc thì dì đi ra nghĩa địa của làng, nơi lần trước bốc mộ ông tôi. Lúc thì dì đi ra tận nghĩa trang liệt sĩ của xã, ngồi vắt vẻo trên cành cây đại. Và mỗi lần cậu tôi lôi dì về là đều bị dì đánh, dì chửi cho té tát. Dì càng lúc càng hay nói nhảm và trở nên hung hăng lắm. Dì bảo cái gì mà không theo ý của dì là đồ đạc bị dì đạp cho tung hết cả lên, cho nên cậu mới phải nhốt dì vào trong nhà kho, tránh dì đi lạc phá phách, mặc cho bà ngoại can ngăn. Trông thấy cảnh dì hai bị nhốt, thò cái tay ra ngoài, tôi sợ đến dựng hết cả tóc gáy mỗi khi dì vẫy, mà nhanh chóng chạy vào trong nhà chơi với thằng Tí, không dám nhìn vào trong đôi mắt của dì. Tối hôm đó, nhà tôi ngủ luôn tại nhà ngoại. Bố tôi và cậu bàn nhau sáng sớm mai sẽ trói dì đưa sang trại tâm thần ở bên Bắc Giang. Và nhờ mối quan hệ của mẹ tôi đã liên lạc ngay trong đêm báo trước với người ta. Đang lúc nửa đêm, tôi nằm mãi không ngủ được vì đầu cứ nghĩ thương dì hai. Chó nhà hàng xóm xung quanh chẳng hiểu vì sao đêm nay thì cứ sủa nhấm nha nhấm nhặng, kèm theo tiếng khóc của bà ngoại tôi sụt sịt, khiến cho không khí cứ u uất não nề. Và dường như thời gian cứ như trôi chậm lại. Mẹ tôi đang say ngủ bên cạnh đột nhiên vùng dậy. Mẹ bảo mẹ mơ thấy ông đứng ở bên hiên, còn ở dưới sân là rất nhiều những bóng người đi lại màu đen thui. Bỗng dưng bên dưới nhà ngang vang lên tiếng thét của dì. Cả nhà tôi bật dậy chạy xuống soi đèn pin, thì thấy dì đang ngồi khoanh chân như thiền, vừa la hét vừa đưa chân múa tay hệt như bắt ấn. Bà tôi òa khóc: "Ôi giời ơi, ông ơi là ông ơi, sao mà khổ thế này hả ông?" Tiếng khóc của bà như thu hút sự chú ý của dì. Dì tôi quát cậu mở khóa để cho dì đi đón tướng lĩnh gì đó. Người ta đang kéo tới, khiến cho cả nhà tôi thêm phần sợ hãi hoang mang, không biết nên xử lý ra làm sao. Cậu tôi định mở cửa nhưng đã bị bố tôi can lại. Thế nhưng lúc này dì đứng dậy, cầm cái xà beng to tướng ở trong góc xó, chọc thùm thùm vào cái cánh cửa gỗ, làm cho bố tôi tái mặt, mà vừa chọc vừa rú lên la hét: "Mở, mở ngay tức khắc, không mở ta không cứu được nữa đâu, mở ra ngay." Cả nhà bước lùi lại, bàn tính một hồi rồi cũng đành phải mở cửa cho dì ra, vì sợ dì sẽ làm điều dại dột bên trong. Cánh cửa vừa hé ra, dì đạp đến duỳnh một cái, khiến cho một bên cửa đổ sập xuống. Còn dì thì tay lăm lăm cầm cái xà beng nặng trịch, cứ thế mà lao ra bên ngoài. Trông dì bây giờ đã trở nên thân tàn ma dại lắm rồi. Dì gầy rộc đi, có lẽ vì không chịu ăn. Thế nhưng chẳng hiểu sao sức đâu mà dì lại cầm được cái xà beng to tướng nặng như thế mà múa may lung tung. Cả nhà như nín thở theo dõi từng nhất cử nhất động của dì. Gió từ bụi tre xào xạc thổi tới trong đêm tối tăm, kèm theo tiếng của dì hú hét, làm cho ai nấy phải giận hết cả tóc gáy. Dì tôi khu khoắng loạn xạ từ sân mò xuống dưới vườn, vừa đi vừa đánh chém. Dì lao lên trên nhà lục tung hết tất cả mọi thứ lên, thì thế nào mà đã tìm được cái cờ ngũ sắc hôm trước cắm vào cặp quần ở phía sau mông. Dì chạy lại chỗ gian thờ của ông tôi, bất ngờ tụt thẳng cái đồ nhọn vào ổ khóa hoen dì, khiến cho cánh cửa bung ra, làm cho bà tôi sợ đến nỗi la toáng hết cả lên, chạy vội tới can ngăn. Gian thờ này trước đây khi ông còn sống tuyệt nhiên không ai dám động hay là báng bổ linh tinh gì. Cả nhà tôi chạy tới, chưa kịp giữ gì lại thì chỉ nghe thấy tiếng choang một cái chắt chúa. Rồi dì cười lên hành hạch, cứ thế mà ngã vật ra đất. Bà tôi sợ đến nỗi phát ngất lên: "Chết tôi rồi, ôi giời ôi." Dì tôi ngã ra thở hổn hển, giật lên từng chập. Ai nấy kinh hãi khi trông thấy bức tượng trong gian thờ đó đã bị dì tôi dùng xà beng quăng vỡ. Mảnh sành mảnh sứ theo đó mà văng ra tứ tung. Dì tôi nằm ở trên mặt đất, sùi cả bọt mép, giật giật cả lên. Trong phút giây ấy,
dì u ớ sặc được lên mấy tiếng rồi bất tỉnh, không còn nhận biết được thêm bất cứ điều gì nữa. Dì tôi ăng ặc lên nói: Đưa ta ra đền. Đền nào? Bố tôi lay vai dì hỏi. Đền Kiếp Bạc, Côn Sơn Kiếp Bạc. Nói xong câu đó thì dì lịm hẳn đi. Cả nhà hoang mang nhìn nhau. Còn bà ngoại thì ngã vật ra vì quá sợ hãi, bởi dì đã đập vỡ bức tượng được ông thờ trong gian điện kia. Mẹ tôi với mợ đứng im lặng như sâu chuỗi lại tất cả mọi việc từng xảy ra với gia đình tôi từ khi dì trở về với cái lá cờ kia. Sâu chuỗi với cả những lời ông thầy cúng lần trước nói, thì mẹ tôi sốt sắng đỡ bà tôi dậy rồi nói: Mẹ ơi, khả năng là cái hai nó không bị điên đâu. Mau mau, ông thầy hôm nọ ở nhà ở đâu? Trong đêm nay nhất định phải mời ông ấy tới. Câu nói của mẹ tôi làm ai nấy tròn mắt. Bà tôi khóc rưng rức, chứ hết bàng hoàng vì những gì dì hai mới gây ra. Thế nhưng câu nói của mẹ khiến cho tất cả bỗng chốc có hy vọng lóe lên. Bà tôi bảo cậu đèo bà sang làm bên cạnh, còn bố mẹ tôi cùng với mợ thì đỡ dì vào trong buồng nằm đợi một lát. Lúc này dì đã hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. Chuyện tâm linh và những hồn ma có thật hay không? Tác giả Trung Kiên, giọng đọc MC Tả Từ, Bí Ẩn Radio. Chương thứ 6 và cũng là chương cuối cùng. Đền Côn Sơn nằm trong khu di tích tâm linh Côn Sơn Kiếp Bạc ở bên Chí Linh, Hải Dương. Không hiểu vì sao dì hai lại muốn tới đó, nhưng 4 giờ sáng ông thầy cúng cũng được mời tới. Lúc này dì hai đang nằm ở trong buồng, mồ hôi mồ kê cứ thế tứa ra, khiến cho mẹ và mợ vất vả chăm lo. Gia đình tôi tường thuật lại mọi chuyện cho thầy nghe. Ông ta cầm lá cờ ngũ sắc cũ rách lên xem xét, đưa tay bấm độn rồi mắt nhắm lại lầm rầm nói: Là người có căn, có số, căn hầu thánh đấy. Thế nhưng tôi là thầy cúng cho nên cũng không rõ được như thế nào. Nó bảo đưa nó sang đền Kiếp Bạc, có lẽ phải có nguyên nhân gì thì mới như vậy. Ngay trong đêm nay phải đưa nó ra xem, chứ tôi vừa bấm thì gia đình tiên lượng có điểm cực xấu. Những lời của ông thầy cúng khiến cả nhà chết chân tại chỗ. Nửa đêm nửa hôm thế này, đã thế lại còn cái gì mà điểm xấu, khiến cho ai nấy không khỏi giật mình hoang mang. Bố tôi cùng cậu kéo nhau ra bàn tính một hồi. Ông thầy cúng bước ra bên ngoài, nhìn qua nhìn lại một hồi, rồi chỉ tay về phía bụi tre nơi có ngôi mộ nhỏ bí ẩn nằm đó mà nói: Ở kia, đằng kia kìa, có vong rất dữ. Trong khu vực nhà này cũng có nhiều vong lang thang. Lần trước tôi đã thấy nghi rồi, nhưng gia đình có việc, tôi không dám nói ra. Bà tôi khóc sụt sịt, mong ông thầy cứu cho gia đình nhà tôi. Bố với cậu bàn bạc, rồi cậu phi xe máy chẳng biết đi đâu. Một lúc sau thì có một chiếc xe Innova 7 chỗ chờ tới. Có lẽ cậu đi thuê được về. Ông tài xế trong cơn buồn ngủ, mắt vẫn còn đỏ nhèm. Cậu tôi thì hết lời nhờ ông ta trở sang đến Kiếp Bạc ở bên Hải Dương với giá gần 1 triệu bạc, thì ông ta mới ậm ờ đồng ý mà đi ngay trong đêm. Chuyến xe bao gồm bố, cậu, bà ngoại, ông thầy cùng với dì hai tôi. Mẹ tôi với mợ ở nhà trông chừng tôi cùng thằng tí, vì xe thì không đủ chỗ, khiến cho lúc đó tôi chẳng biết diễn biến như thế nào, mà lại phải nhờ những lời của bố tôi kể lại sau này thì mới được biết rõ. Chiếc xe lăn bánh thẳng hướng sang Hải Dương, trong cảnh đất trời u tối. Lá cờ ngũ sắc bí ẩn đó cũng được mang theo, và chiếc xe rời đi, mà phía sau là sự hồi hộp của mẹ con tôi cũng như mợ tôi. Đến khi trời sáng tỏ lên thì gia đình cũng đã đưa được dì tới đền Kiếp Bạc ở bên Hải Dương. Bấy giờ đền vẫn đóng cửa. Thế nhưng vừa được đưa tới nơi thì dì hai đã tỉnh lại và vùng dậy la hét. Bà tôi cùng với bố và cậu phải giữ chặt dì lắm. Ông thầy cúng bước xuống nhìn ngó được một lúc thì ông thủ nhang đền mới đi đâu về. Trông thấy nhà tôi thì tò mò tiến lại hỏi xem có chuyện gì. Bố tôi nhanh nhẩu thuật lại tất cả mọi chuyện xảy ra
từ khi dì hai bỏ đi rồi trở về. Ông thủ nhang nhíu mày, ông đưa tay đặt lên trên đầu dì hai. Được một lát thì Phán vòn vẹn một câu khiến cho cả nhà tôi nhìn nhau ngây ra như võng. Là người căn cao số nặng đây. Người này không phải bị điên đâu, mà là bị hành căn. Thôi, mau đưa vào đây để ta xem cho. Rõ khổ, hành tới mười mấy năm rồi chứ đâu có ít đâu. Cho nhà tôi đưa dì vào trong điện chính. Đền Kiếp Bạc là đền thờ Đức Thánh Trần, và ở trong cổ kính to lớn, cùng với đó là toát lên sự uy nghiêm. Bước vào trong công viên của đền, dì hai bỗng dưng không còn la hét mà chuyển đổi trạng thái rất nhanh. Dì bảo buông dì ra, dì tự đi một cách oai phong lẫm liệt, mặt thách lên trời hệt như một vị quan hay một vị tướng nào đó. Điều này càng khiến cho mọi người khó hiểu và hoang mang tột độ. Ông thủ nhang lên hương cắm ở trên ban, ông ta bảo ngồi xuống để ông xem, nhưng dì thì vẫn đứng. Ông ta quay lại chợt đưa tay vái vái thành kính rồi nói: Lạy ngài. Dì tôi bất ngờ ngồi phịch xuống. Giây phút này, đây quả thực là bố tôi cùng cậu và bà không thể hiểu nổi đây là cái tình huống gì. Ông thủ nhang cung bái rất lâu. Ông xin đài, ngồi lẩm bẩm như sang tai với Đức Thánh Trần, rồi quay sang bà tôi nói: Là có duyên với nhà Trần đấy, lính của nhà Trần. Cái lá cờ này chính xác là cô này lấy từ đền Kiếp Bạc mang về đấy. Dạ, là lá cờ ở đây ạ. Sao lại có thể như thế? Bà ngoại khó hiểu vô cùng. Chẳng lẽ lần trước bỏ đi là dì tự đi sang bên Hải Dương này sao? Việc này quả thực là khó tin. Một người bị ngớ ngẩn, tự dưng lại biết bắt xe đi Kiếp Bạc Hải Dương, đã thế lại còn lấy được một lá cờ về. Có những biểu hiện như của người bị hành căn hành số thế này, quả thực là khó tin lắm. Dì hai vừa ngồi vừa rung đùi, gật cù nghe ông thủ nhang nói. Ông thủ nhang bắt đầu đọc tên cầu khấn những vị thánh nhà Trần ra. Đến tên của Tiền Vệ Úy Đỗ Hành Đại Tướng, một trong năm vị được coi là ngũ hổ tướng của triều Trần, thì dì hai đột nhiên mếu máo rồi khóc rưng rức cả lên. Có lẽ là dì hai có duyên với vị thánh này. Tôi cũng không rõ mô tê ra làm sao. Ông thủ nhang xem rất kỹ rồi nói: Dì hai là người căn đồng, gọi là kim chi đôi nước. Đồng kim chi đôi nước tức là hầu cả thánh nhà Trần lẫn bên đạo mẫu tứ phủ. Dì thậm chí sát căn với ông Hoàng Bát Nùng mà gia đình không biết, không ra trình đồng tới gần ấy năm, cho nên mới thành ra bị hành căn tơi tả. Nói đến đây thì nhà tôi như vỡ lẽ ra. Gia đình tôi trước đây không tín cho lắm, cho nên những chuyện như thế này thì tuyệt nhiên không ai dám báng bổ. Bố tôi lúc này kể lại chuyện ngày xưa, khi mà ông tôi xây gian thờ và có những biểu hiện lạ. Ông thủ nhang đưa tay bấm lẩm nhẩm sang tai các vị ở trên ban điện, rồi mới trầm ngâm nói: Ông nhà cũng là người mang căn số, nhưng là mang sau khi con gái bị hành căn đấy. Đáng lẽ ra ông nhà sẽ gánh cho con, thế nhưng làm không biết đường biết lối, cho nên đã thờ nhầm ma mất rồi. Bức tượng vào gia điện đó là ma ngự, chứ chẳng có thánh nào ngự đâu. Ngôi mộ kia khả năng là mộ cổ của một người ác, cho nên mặc dù thờ cúng mà nó vẫn vật chỗ mới chết. Tôi thấy mảnh đất này âm khí nhiều lắm. Có lẽ ngoài con ma ấy ra thì còn có nhiều hồn ma khác nữa nằm ở xung quanh, cho nên cô này mới bị hành cho ra tơi tả. Những lời của ông nói quả nhiên rất đúng với tình trạng xảy ra với dì và ông tôi. Khi xưa ông tôi đột nhiên viết được chữ Nho chữ Hán, lập gian thờ và có những biểu hiện đó, thì chắc chắn cũng phải là do có người chỉ dẫn. Ông thủ nhang nói như xin phép, rồi vỗ vào đầu dì ba phát. Dì hai đang khóc thì sụi luôn xuống đất. Đến khi mở mắt ra thì bỗng khóc òa lên, quay sang ôm chầm lấy bà tôi. Bà tôi lúc này như cảm nhận thấy dì có điều gì đó rất khác so với trước kia. Bà hỏi dì có biết bà là ai không, thì dì gật đầu lia lịa mà nói như người vô cùng tỉnh táo: Mẹ, là mẹ của con. Mẹ ơi, bây giờ con mới nói được đây. Quả thực là quá kỳ diệu. Từng câu từng chữ của dì nói ra kỳ diệu tới nỗi bố tôi và cậu nhao nhao cả lên. Dì bỗng tỉnh táo tới kinh ngạc sau rất nhiều năm bị nói là dở hơi. Dì bắt đầu kể vì sao trước kia dì bị như thế mà không thể nói được,
bởi vì dì không biết đến nơi đến chốn, ra hầu ra trình các quan, bởi vì dì không biết đến nơi đến chốn mà ra hầu ra trình. Và các quan thì thử thách không cho dì nói. Dì bảo hôm dì bỏ đi là do có thánh ở đỉnh Kiếp Bạc cứ nói vào tai của dì, gọi sang bên này lấy cờ mang về mà cứu gia đình, kẻo không kịp đâu. Con ma ở ngôi mộ kia hôm qua đã bị thánh chém cho tan thế, nhưng cái đợt trước tiết kia thì suýt chút nữa nó đã có thể bắt thêm được người nhà của tôi đi theo ông ngoại. Bố tôi và cậu tôi sợ hãi tột độ, hỏi nó định bắt ai, thì dì mới bảo nó định bắt thằng Tí, con của cậu. Thằng Tí gần gũi và giống ông ngoại nhất, cho nên nó hợp vía mà chỉ dình bắt thằng Tí đi. Có lẽ đôi đom đóm trong đêm mưa gió ấy chính là cặp mắt của nó. Ông Thủ Nhang nghe cả nhà nói chuyện một hồi thì lấy một chén rượu ở trên bàn thờ cho dì uống cạn. Thử hỏi mấy câu xem dì đã tỉnh táo hay chưa, thì quả nhiên dì đã tỉnh và khác hẳn hoàn toàn so với trước kia. Gia đình tôi mừng rỡ ôm chầm lấy nhau sau bao nhiêu biến cố mà như không tin nổi về việc đưa dì sang đỉnh Kiếp Bạc thì dì đã trở lại như xưa. Bà tôi quỳ lạy, dạp đầu khấn vái trước chân tượng của Đức Thánh Trần. Sau đó ông Thủ Nhang cười nói: tỉnh rồi nhưng còn phải làm nhiều việc. Đồng kiêm chi đôi nước này, trước nhất phải ra trình đồng mở phủ ông Hoàng Bát Nùng, xong mới ra đội lệnh nhập đạo nhà Trần thì mới được an yên. Làm lính nhà Trần đã vất vả, nhưng kiêm chi thì còn vất vả hơn. Làm lính nhà Trần, sau quá trình ra trình đồng mở phủ, được dẫn đạo dạy đạo và còn phải tu tập cơ sở. Đến khi đủ cả về thời gian và kiến thức kỹ năng cùng một số điều kiện cần thiết khác, sẽ được làm lễ cấp sắc trước khi ra làm việc thánh và tu tập ở bước tiếp theo như là pháp sư hay trấn trạch sát quỷ trừ tà, trị bệnh âm cắt trùng. Về việc này thì cô ấy phải có cả đồng thầy biên mẫu hướng dẫn song song với thanh đồng nhà Trần, rồi mở phủ lập điện thì mới có thể đội lệnh cũng như thành đồng được. Gia đình tôi trao đổi rất nhiều với ông Thủ Nhang của đền Kiếp Bạc. Đến tận mãi trưa thì ông đồng ý sẽ đứng ra tìm thầy cho cô tôi để làm lễ trinh đồng các thứ sau này. Lúc gia đình tôi cảm ơn ông Thủ Nhang rời đền thì dì hai đã tỉnh táo hoàn toàn. Và buổi sáng hôm ấy, tiết trời bỗng trở nên sáng ngời. Bà tôi thở nhẹ một tiếng: tạ ơn trời Phật, tạ ơn Đức Thánh Trần. Lúc xe về tới Bắc Ninh thì cũng đã đầu giờ chiều. Dì hai về đứng ở trên sân tỉnh táo nhìn mẹ con tôi cùng mợ với thằng Tí, cười rất tươi, khiến cho tất cả ngơ ngác không hiểu có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng câu chuyện lúc ở đền Kiếp Bạc đã khiến cho cả gia đình sung sướng như vỡ òa, ôm chầm lấy nhau. Ông thầy cúng đứng vuốt râu nhìn dì tôi rồi chỉ biết cật cật gù gù. Đúng là kỳ diệu. Từ ấy trở đi, thời gian trôi qua thấm thoát. Dì hai tôi từ một người ngớ ngẩn sơ xác nhờ sự kỳ diệu linh thiêng của bề trên mà đã trở thành một người bình thường như bao người khác, thậm chí đã trở thành cô đồng mở điện mở phủ ngay tại nhà bà ngoại tôi. Dì ở vậy mà không lấy chồng, đến tận bây giờ thì cũng đã trở thành thầy được khá nhiều năm. Dì phải trải qua khá nhiều những thử thách khác nữa, những buổi lễ, những buổi hầu ở khắp nơi khắp chốn, trước khi thành cô đồng chính thức sau này. Tôi mới được tiếp xúc và biết tới văn hóa thờ thánh, thờ mẫu thì mới có thể kể ra được câu chuyện này. Tất cả những sự việc xảy ra với gia đình tôi và dì hai mới đó đã được gần 20 năm. Những câu chuyện về dì hai sau khi trở về từ đền Kiếp Bạc đã đi ra trình thánh, làm lễ thành đồng và làm việc âm thì còn nhiều lắm. Nhưng tôi xin phép được kể vào những câu chuyện khác. Gia đình bên nhà ngoại nhà tôi từ ấy trở đi cũng quen với một dì hai làm thầy, khác hẳn với ngày xưa. Câu chuyện của dì hai tôi xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện tiếp theo. Các bạn thân mến, như vậy là câu chuyện Chuyện tâm linh và những hồn ma có thật hay không của tác giả Trung Kiên đã kết thúc. Nếu cảm thấy thú vị, các bạn có thể ủng hộ tác giả cũng như kênh Bí ẩn Radio thông qua phần mô tả rất chi tiết ở trong video rồi. Các bạn cũng đừng quên, YouTube đã có tính năng cảm ơn, nút Super Thanh đã được tích hợp ở ngay bên dưới mỗi video
để các bạn có thể dễ dàng ủng hộ cho những kênh, để các bạn có thể dễ dàng ủng hộ những kênh mà các bạn đang theo dõi. Các bạn cũng nhớ hãy tham gia hội những người thích nghe chuyện ma cho dễ ngủ. Mình đã để đường link ở trong phần giới thiệu về kênh Bí ẩn Radio. Một lần nữa, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những câu chuyện tiếp theo.